Hi, xin chào anh em. Hôm nay thì có một cái đống laptop cũ. Thì hôm nay mình rảnh rỗi lôi ra ngồi sửa. Còn đống máy chiếu nữa này. Còn đống cái máy chiếu này thì chắc là có thời gian thì mình sẽ quay cái đống máy chiếu này lên để sửa chữa cái món này. Thì hôm nay mình vừa mới cho một con máy xử lý xong một con máy cũ và khách đã đặt. Ok, này. Đấy. Mình cho khách một con xử lý cho con máy khách một con máy này. Và hôm nay thì hiện tại đây mình đang có một con nữa. Con hạt con Compact CQ60. Con này thì là hàng nhập Thái các bạn ạ. Con máy này hàng nhập Thái luôn. Đây. Máy cực kỳ mới, vỏ nhôm các bạn. Đây, máy thực ra là con máy này rất là, con máy này cũng có tuổi rồi đấy các bạn, tuổi rồi đấy. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó rất là mới, đây nhìn cái tem này, nhìn nó mới, nhìn nó phê, chữ này hàng nhập Thái đây, các bạn thấy không? Chữ Thái Lan nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là bàn phím của nó cũng là bàn phím zin luôn. Bàn phím Thái luôn các bạn. Bàn phím theo máy luôn. Ok, thì con này thì hiện tại bây giờ nó đang xảy ra một cái vấn đề. Nó là do lâu ngày không vệ sinh cho nên là nó chạy nó rất là chậm. Đấy. Thì mình đang tháo ra đây, tháo tung tóe ra đây. Các bạn thấy đồ đạc. Đồ đạc của nó đây. Của em nó đây. Tháo tung tóe ra. Đấy. Nhiệm vụ của mình bây giờ là có một nhiệm vụ rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể, nếu mà bạn nào mà biết một tí về kỹ thuật thì có thể là chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh được thôi. Thì hôm nay mình sẽ tháo ra để vệ sinh cái con chip ở đây. Vệ sinh nó, vệ sinh quạt, vệ sinh chip. Sau đó là tra dầu mỡ cho em nó. Ok. Thì cũng là rảnh rỗi buổi tối thì xử lý con máy này thì ngồi tâm sự với các bạn cho nó đỡ buồn. Thì con máy này thì những cái dòng máy laptop thì không biết là anh em trong nghề như nào, chứ còn đối với mình thì nghề laptop bây giờ sửa nó quá bèo các bạn ạ, buồn lắm. Bây giờ họ ấy, xu hướng họ ấy chuyển sang họ ấy dùng điện thoại các thứ nhiều hơn là máy tính. Nhưng mà những cái người làm để mà làm việc chân chính thì mình nghĩ rằng người ta vẫn đang sử dụng máy tính các bạn ạ. Nó sử dụng máy tính nhiều, chứ còn nếu mà bình thường thì điện thoại chỉ là những cái giới trẻ thôi. Thế nhưng mà máy tính thì mình làm thì đa số là mình đi làm ngoài thì mình sử dụng con Mac Pro thì mình làm ngoài thôi, chứ còn nếu mà bình thường ở nhà thì mình chỉ dùng máy cây này. Đây, cái con máy to đùng này. Mình cứ phải ngồi cái màn to đùng này đấy. Chứ còn nếu mà ngồi cái bàn bé bây giờ là mắt mũi nó cũng kém này. Ngồi là làm là lúc nào nó nhanh mỏi mắt, nói chung là cũng mệt. Ok, thì con này thì đây mình đã tháo tung hết ra rồi, vướng gì đây không biết. Ok, cái rắc này là cái rắc gì à? Ok, khoảng G45. Con này mình nói là con máy nó quá cổ mà các bạn. Cổ nhưng mà được cái là chạy vẫn ngon. Con này mình nâng cấp ổ SSD lên chạy như trâu luôn này. Nâng cấp cho cái ổ SSD lên chạy như trâu luôn, bàn phím vẫn ngon lành. Đấy, ổ SSD thành cái loại con này 256 à 24 240 GB. Đồ đạc của nó còn mới kinh còn các bạn, nhìn phê lắm. Nói chung là mình sử dụng một con máy này mình thấy nó thích. Thích thì ngồi mình review cho các bạn xem thôi. Đấy. Review sửa như này, vệ sinh như thế nào. Đây. Thì bản thân của nó là ở đây là cái con này này. Các bạn biết rằng là lâu ngày thì nó sẽ khả năng là mát của cái này nó sẽ kém. Nhiệm vụ của mình là bây giờ là vệ sinh cho cái cánh quạt. Chạy tít lắm. Đấy, bạn thấy không?
Cánh quạt vẫn chạy tít đó. Rồi, giờ tháo cái ốc ra. Tôi biết rồi. Tháo cái này ra. Ây da. Thì anh em trong nghề laptop thì trước đấy 10 năm thì chúng ta thấy rằng là sửa laptop thì về cơ bản là đó đó các bạn thấy không? Đó là bồi keo. Con chip này là chạy chip AMD. Cái chip AMD này, con này chạy này nó dính ra nhiều quá. Đang tâm sự với các bạn về cái nghề của laptop của những người thợ sửa laptop bây giờ thật sự là buồn các bạn ạ. Buồn lắm. Đó là mình bây giờ mình làm máy tính lâu năm rồi nhưng mà mình bây giờ cũng chuyển sang là làm những cái lĩnh vực nó lân cận hơn một tí, đó là chuyển sang là lắp camera các thứ chứ, chứ còn máy tính thì các bạn biết rằng là rất là buồn. Giờ gần như là họ ấy toàn dùng điện thoại thôi các bạn. Đấy, cái thời chip ngày xưa đấy các bạn. Cái thời chip ngày xưa là chip còn ghim như này, thì rút được ra, thấy chưa? Hay không? Đấy mà vẫn chạy như trâu nha các bạn nha, chạy khỏe là khác đấy. Con chip này, ok. Rồi, chip Malaysia đàng hoàng nhá. Rồi các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, Make in Malaysia. Đấy. Chân này vàng chóe. Đây là vàng đấy các bạn ạ. Cái chân này của nó là mạ vàng đấy. Vàng đấy các bạn. Bây giờ khả năng là làm một cái sâu làm một cái sâu treo cái này lên. Treo cái này vào cổ. Treo một sâu chip vào cổ. Mình bây giờ mình có một hộp chip các bạn. Thì bây giờ mà sâu vào rồi, không biết là vàng rồi, mấy hôm nay đang tăng giá lên rồi thì không biết là là như thế nào. Rồi, ok, đây là con chip các bạn. Con chip ấy. Chip ngày thời máy ngày xưa là nó thế đấy. Rồi. Malaysia nha. Ok. Con này thì thầy chip con chip này để mình xem nào, có thay được con có i3 vào đây không nào. Đây lấy có i3 thay rồi. Sau khi vệ sinh được con chip này xong rồi các bạn, vệ sinh rồi sáng bóng rồi các bạn nhìn thấy chưa, đây sáng bóng rồi, bóng long lanh này. Đấy, làm chưa? Bóng chưa? Đấy. Ok, giờ lắp nó vào các bạn. Rồi. Sau khi mà mình lắp xong thì ở đây nhá, nó có một con chip, đây là con chip này. Con này nó có một con chip Vega đây nữa. Đấy. Con chip này mà nó nóng lên là cũng căng phết đấy. Ok.
Cái ốc này của nó thì các bạn vặn đúng chiều thì để đúng phát là nó vặn được vào nhé. Chúng ta nhớ nó vặn chặt ốc. Vặn 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 khi mà lắp xong ra lên để ý xem là cái hệ thống của nó sao như nào. Ok, thì bây giờ cái video này nó dài lắm nhưng mà thôi, các bạn cố xem mình nắp vậy. Thì đây ra sẽ lại nắp vào. Ok, chúng ta thấy rằng là ngày xưa chúng ta đi học cấp 3 thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ có một cái kỹ thuật rất đơn giản thôi, chơi trò ghép hình các bạn, tháo ra xong lại lắp vào, tháo ra lắp vào, lắp vào thì lại ngược là quy trình của tháo ra, thế thôi. À, nhưng mà nói đến cái lúc chỗ này thì không phải là ai, nếu mà cái máy của chúng ta có nhiều chi tiết như này thì nếu mà người nào mà mới làm thì khéo là khả năng là sẽ thừa ốc ấy, không biết cái gì mà nắp vào chỗ nào đâu. Mình làm quen rồi cho nên là mình nhớ cái gì nó ở chỗ nào là mình nhớ được, cái gì chưa cắm được là mình biết ngay. Ta sẽ cắm, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ cắm tất cả các rắc của nó vào chắc chắn nhé các bạn nhé. Đây là rắc loa này. Nói chung là làm những cái video mà nói về cái lĩnh vực kỹ thuật này thì bình thường là nhiều các bạn xem xong một tí là các bạn chán rồi, các bạn chán các bạn bỏ đi luôn. Mình thì mình cứ vừa làm vừa nói chuyện này một mình cho đỡ buồn. Không này, có ai hiểu nỗi liềm của những người thợ như mình đâu. Đấy. Đấy là về xong cái này phần này rồi. Xong phần này thì chúng ta sẽ lắp ốc rồi. Ốc, ác, các thứ. Ốc, ốc và ốc. Ở đây nó có một cái ký hiệu mà mình thấy rất là hay ở chỗ này, ví dụ như con ốc nào mà để mà lắp vào bên này nó sẽ có một cái ký hiệu riêng nhé các bạn nhé. Nó sẽ có những ký hiệu riêng, thì mình lấy ví dụ như này này, ví dụ như con ốc lắp vào bên này để tránh nhầm lẫn là nó có cái dấu cộng này. Đây, đây. Đấy, cái ốc lắp vào trên bên này. Đấy, tức là con ốc này người ta đã vẽ cái chiều của nó đây. Đây mình nói cái này cho các bạn hình dung rồi, tức là con ốc nắp theo chiều. Đây cái khe của nó này, khe dấu cộng dấu thập này thì nó vẽ con ốc này bên cạnh này, thập này. Ý muốn nói rằng là gì? Con ốc này sẽ nắp theo chiều như thế này. Theo chiều thẳng từ trên này xuống, hình chiếu đứng đấy các bạn. Rồi, đấy. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ lắp em nó lại thôi. Lắp lại thì nó có rất nhiều chi tiết và lắp thì nó rất là mất nhiều thời gian, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này các bạn nhé, để sẽ chuyển sang cái video sau mình hoàn thiện rồi thì mình sẽ quay cho các bạn xem kết quả. Ok.